Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2022, chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 74. Nhân đức đọc những công đoạn tán thán về chi danh niệm Phật. Mỗi người chúng ta để ý phương pháp chi danh niệm Phật là một phương pháp rất phù hợp, phổ biến. Dùng cái miệng này để nhép môi niệm Phật, đó là cách để mà duy trì niệm Phật được nhiều, hay nhất. Thí dụ như dùng quán tưởng hay là niệm từ tâm này kia đâu, thì chúng ta rất dễ bị lôi kéo. Nhưng dùng miệng động để tán thán danh hiệu Phật, thí dụ như A Di Đà Phật, 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 có nghĩa là dùng cái miệng này động thì giữ được câu Phật hiệu để niệm lâu dài. Nhớ, nên đọc nguyên văn cho vị nghe là: ngoài xưng danh ra không có chánh nhân quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có chánh hạnh quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có chánh nghiệp quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có quán tưởng quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có trí huệ quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có tam tâm quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có tứ tu quyết định vãng sinh, ngoài xưng danh ra không có ngũ niệm quyết định vãng sinh. Phương pháp niệm Phật để cầu sanh cực lạc là một phương pháp tối thượng thừa, chính nhất rồi đó quý vị. Không nói bố thí cúng dường hay làm bất cứ một việc gì mà để qua mặt được cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc hết. Và cái công đức niệm Phật là số 1, không có bất cứ làm một công đức nào bằng cái công đức niệm Phật. Nên mỗi một người mà đem tịnh độ giới thiệu, việc này là việc làm lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhớ nha, đem Pháp Môn Tịnh Độ này giới thiệu là việc làm lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta. Không có việc làm nào ý nghĩa bằng cái việc đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Và không có việc làm nào thù thắng tối thượng thừa bằng đem Pháp Môn Niệm Phật giới thiệu. Vì chính mình niệm Phật nên đem Pháp Môn Tịnh Phật giới thiệu. Cái chân thật đem Pháp Môn Niệm Phật giới thiệu đi, viết rồi tự nhiên cuộc đời mình sẽ có sự thay đổi lạ thường lắm. Nghiệp chướng tiêu trừ, nợ nần lần lần trả cấp kỳ. Chỉ cần niệm Phật, đem Pháp Môn Niệm Phật giới thiệu. Có những việc trong cái cuộc đời chúng ta quý vị thấy giống như rắc rối, nhưng nó thật sự là nó đang có sự xoay chuyển vô cùng bình yên gọn ghẽ cho chúng ta. Như những đức ở trong Tam Bảo thấy rõ ràng luôn. Có những việc mà người bên ngoài nhìn là ông thầy đức ông cực rồi, một số người người ta không ở chùa người ta đi tội nghiệp ổng này kia đâu, riêng bản thân những đức thì thấy rõ ràng nó càng ổn định, nó có sự xoay chuyển rất là ổn định. Thí dụ như cái người họ với mình nó không có cùng chí hướng thì tự nhiên họ tìm chí hướng của họ, vì thấy tốt không, nó quá tốt. Vì họ với mình nó không cùng chí hướng thì họ tìm chí hướng của họ thì việc này quá tốt. Chứ nếu nó không cùng chí hướng mà nó sống với nhau để nó trở ngại nhau thì việc này sao tốt quý vị? Suy nghĩ rồi đúng không? Phải nhớ. Nên tất cả những người hữu duyên gặp tịnh độ, từ xuất gia cho tới cư sĩ, chúng ta nên chân thật đem Pháp Môn Tịnh Độ này giới thiệu. Nên chân thật làm việc này. Nên những đức thường nói với hàng cư sĩ, chỉ cần một người ở một cái địa phương nào đó, quý vị nhìn cái địa phương mình không ai biết tu, ít ai biết niệm Phật,
kiếp nạn dãy đầy ập đến. Khi người chết đi thì làm những việc mê tín dị đoan. Mình nhìn từ cái cảnh tượng này, mình lại là người biết niệm Phật, người nghe tịnh độ. Quý vị chăng thật dùng đa dạng phương tiện thiện xảo để mà quý vị đem tịnh độ hoàn truyền ở nơi địa phương của mình. Bằng cách nào? Chiếc máy nghe Pháp. Chiếc máy nghe Pháp. Nhưng Đức nói rằng quý vị đi đâu cũng nên cầm máy niệm Phật, đeo cổ gì, máy nghe Pháp theo. Dài ba cái lúc nào cũng cầm theo. Khi gặp những người đủ duyên, người nghèo, người bệnh, người già đủ duyên, quý vị tặng cho người ta một chiếc máy nghe Pháp này, quý vị có khi giải cứu cuộc đời cho người ta. Chân thật phải có tâm thôi. Còn đi chợ, bất cứ đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật bật lên. Đi một vòng ngoài chợ, độ bao nhiêu chúng sanh. Chỉ cần có một cái tâm như vậy. Và chiếc điện thoại lúc nào cũng cài nhạc chơi niệm Phật. Ai điện cho mình đều nghe danh hiệu Phật. Một ngày như vậy quý vị đều có một cái tâm đem tịnh độ giới thiệu, đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Chỉ cần quý vị có một cái tâm này thôi thì cuộc đời quý vị phước báo nào nó cũng tăng, nghiệp duyên nào cũng tiêu, nhân duyên đều phát triển, chắc chắn luôn. Nên một chiếc máy nghe Pháp này nè là một phương pháp để đem tịnh độ giới thiệu. Và lập ra một cái trang Facebook hay một cái trang mạng để chúng ta để tịnh độ vào, rủ các bạn xen cùng tu tịnh độ, cùng nghe Pháp mỗi ngày. Gây dựng đi quý vị. Từ một người chân thật là làm đi. Cuộc đời này đến thế gian này làm việc ý nghĩa này gì sao không làm. Chân thật làm đi, nhiệt tình làm đi. Hoặc là đem những cái buổi chia sẻ của những đức, quý vị ghi lại cái đề cho nó hấp dẫn một chút, quý vị đưa vào cái trang quý vị để thu hút người vô coi tiếp tục, để đem tịnh độ giới thiệu, rủ tất cả những người bạn hữu duyên, gia đình dòng họ để mà cùng nghe Pháp. Rồi Tết nhất gì, đặt một số máy nghe Pháp đồ cầm về quê tặng cho bà con chòm xóm, những người hữu duyên, bạn bè, gia đình nội ngoại hai bên, đem chiếc máy nghe Pháp tặng bằng một cái tâm cung kính chân thật tặng. Nhiệt tình làm đi quý vị. Và chính bản thân mình là người tu tịnh độ, rất là tích cực, sống tuyệt vời vô cùng. Vì thì đem tịnh độ này giới thiệu, hoặc nhiều ai cũng tiếp nhận. Nhớ, phải sống thật là đặc biệt. Mình là người tu Phật Pháp, hiểu định lực nhân quả, tin sâu nhân quả. Dù cho là một cái sự cố gì đến với chúng ta dùng cái câu thử thách mà thôi. Thử thách để mình đi đâu? Vì cực lạc Tây Phương. Thử thách mà thôi. Điều là thử thách đó quý vị. Hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Tất cả việc ở thế gian này nó là vô thường lắm. Nó không có gì thật đâu. Thân này còn bỏ chúng ta đây, không chi là nhân duyên giữa con người đến với con người. Đủ duyên thì gặp mà hết duyên thì xa thôi. Nó không có gì mà chúng ta phải nặng nề cả. Chỉ cần hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị sống rất là tự tại an vui. Nhớ, sống rất là tự tại an vui. Phải hiểu. Nên mỗi một người tu tịnh độ phải hết sức trân quý với môn tịnh độ. Những đức từng nói rằng chúng ta đến thế gian này, nếu như mà không gặp pháp môn niệm Phật thì chúng ta đi đến thế gian này vô nghĩa lắm. Thật sự mà nói quá vô nghĩa. Nhờ gặp pháp môn tịnh độ mà chúng ta sống có ý nghĩa. Nếu không gặp pháp môn tịnh độ thật sự quá vô nghĩa. Vô nghĩa. Dù lo cho một gia đình nhiều cỡ nào, lo cho chồng, cho vợ, cho con, lo cho chồng, lo cho gia đình của mình cỡ nào, thì cuối cùng nếu cuộc đời chúng ta mà không gặp pháp môn tịnh độ này, quý vị coi chúng ta được cái gì trong cuộc đời này? Không được cái gì trong cuộc đời này. Không có gì ý nghĩa cả quý vị. Thật tình quá vô nghĩa. Nên mỗi một người chúng ta nên trân quý pháp môn tịnh độ, trân quý mới quý cái pháp môn niệm Phật này. Nên cái người tu tịnh độ mà không bao giờ bỏ cuộc là vì chính mình cảm nhận được tịnh độ, chính mình thấy được sự lợi ích của tịnh độ. Chính bản thân mình phải có cái cảm nhận này. Nếu như mình là người tu cái pháp niệm Phật này mà mình còn không cảm nhận được cái pháp môn tịnh Phật này thù thắng, vậy thì quý vị mà làm sao mà giữ cái tâm được tu tịnh độ cả đời. Chính bản thân mình phải hiểu cuộc đời này khổ đau, chỉ có cực lạc Tây Phương là bình an, không khổ. Nên mình thật sự nương vào bổn nguyện niệm Phật muốn gì cực lạc, thì tự nhiên cả đời mình tu tịnh độ cũng không bỏ cuộc.
cả đời tu tịnh độ cũng không bỏ cuộc. Nên những đức mong tất cả những vị trưởng đoàn nên nhận thức được tịnh độ này. Không có việc tu phước duyên nào lớn bằng cái việc khuyên người niệm Phật, dẫn người ta đi tu. Nên những vị trưởng đoàn nên phấn chấn nhiệt liệt hết lòng làm việc này đi, chân thật mà làm đi. Đừng có bao giờ mà bị những sự thử thách gì mà bỏ cuộc. Vì chúng ta đi đến thế gian này sớm muộn chúng ta cũng phải chết một lần. Sự thử thách đều là để giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, để sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mới nhớ rằng từ khi những đức hết nhân duyên khuyên người niệm Phật, hết nhân duyên nuôi người già, không bao giờ những đức bỏ cuộc. Dù là trở ngại gì, dù là khổ đau cỡ nào cũng nuôi người già khuyên người niệm Phật. Việc nào làm này là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời của người mình, để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn những người nào người ta không làm nữa, những đức không bao giờ miễn cưỡng. Tại vì bản thân mình việc này phải làm, cũng như những vị trưởng đoàn, bản thân quý vị là cái việc dẫn người ta đi tu, và chính bản thân quý vị tu. Ai không tu mà kệ, mình tu mình luôn luôn duy trì. Mình dẫn người đi tu, cứ mở rộng ra để dẫn người ta đi tu. Trên cái trang của mình, Facebook của mình, để số điện thoại, để cho những người ở cái địa phương đó, mỗi từng chủ nhật, người ta biết được mình là người trưởng đoàn, dẫn người ta đi tu. Để cho người ta điện thoại, hoặc là mình thông báo lên cho tất cả những chị em trong đoàn đi. Ai muốn đi tu mở rộng ra cái chuyện quý vị rủ người ta đi. Những vị mỗi tuần chủ nhật đi, mở rộng ra là rủ người đi, rồi báo cho trưởng ban là tuần này có người đi thêm sao sao. Xã hội này nhiều kiếp nạn, chỉ có dạy người ta tu mới giải quyết kiếp nạn, chỉ có dạy người ta tu mới giải quyết vấn đề khổ đau. Dù cho người ta ăn ngập mặt đi chăng nữa, người ta cũng không giải quyết vấn đề khổ đau. Nhưng cho người ta ăn đủ duyên, cho người ta ăn thì phải đem Phật Pháp giới thiệu. Việc này là việc cực kỳ quan trọng. Nên những đức rất là chú trọng cái việc tặng tượng Phật, dạy người ta tu ở nhà. Khi kiếp nạn đến thì quý vị coi, con người ngã ngửa hết trơn. Khi kiếp nạn đến toàn là ngã ngửa hết, giàu sang tiền bạc nhiều cỡ nào cũng ngã ngửa. Chỉ có đúng là cái chuyện biết tu nghe Pháp thì cỡ mở tâm tư thôi. Còn ngoài ra mà không biết tu, không nghe Pháp, dù giàu cỡ nào, danh lớn cỡ nào cũng ngã ngửa thì coi đúng không? Trong cái mùa dịch quý vị để ý thì phải không? Trước mắt mình thấy người thân của mình chết vậy, không dám đến gần. Nếu như mà không có Phật Pháp dạy thì con người chúng ta kể như là rồi xong, tiêu. Tiêu quý vị à. Nhớ. Nên những đức thấy Phật Pháp này quá tuyệt, nên cứ động viên những vị trưởng đoàn ngoài mở rộng ra để mà dẫn người ta đi tu. Cái địa phương của mình nhiều người biết tu chừng nào thì cái địa phương mình càng tốt chừng nấy, kiếp nạn càng giảm chừng nấy, nghiệp phá thai càng bớt chừng nấy. Và những hương linh thai nhi, những người chết chưa siêu được lợi ích lớn vô cùng vì cái công đức niệm Phật. Vì đọc mà 10 công đức niệm Phật quý vị rõ ràng, chúng sanh khổ đau trong tam đồ ác đạo, nhờ những người niệm Phật mà chúng sanh được dứt khổ. Rồi mình niệm Phật là hồi hướng cho cụ quyền thất tổ ông bà mình chưa siêu thoát, những quán thân trái chủ, mình chân thật niệm Phật hồi hướng cho họ để cầu họ siêu thoát. Trong gia đình có một người con cháu mà biết niệm Phật thì gia đạo này, những người chết chưa siêu được có cơ hội, người sống cũng có cơ hội để gặp Phật Pháp. Nên chân thật mà làm việc này ý nghĩa quá. Đó. Nên á, bây giờ phát triển cái việc mà người ta giới thiệu máy nghe Pháp để đưa trên mạng. Chùa mình bây giờ máy nghe Pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen đều về rất là nhiều. Mỗi lần về nhiều như đức rất là mừng. Vì sao? Vì quý vị có cơ hội để đem Phật Pháp giới thiệu, chân thật đem Phật Pháp giới thiệu. Bây giờ á, trên trang mạng chúng ta cũng có thể làm ăn được, mà đem Phật Pháp giới thiệu, chúng ta làm, chúng ta có cuộc sống, chúng ta thấy cũng ý nghĩa. Đỡ tối đa vì cái việc mà sát sanh hại vật. Mình đã nghe đạo rồi, cái việc nào mà sát sanh hại vật cho tránh đi, đừng có làm.
Cái việc nào tu nhân tích đức, làm việc lợi ích cho chúng sanh thì mình làm. Nó việc sát sanh này vật đừng có làm. Nó bây giờ phát động chương trình là khắp nơi nơi, để chúng ta đem Phật pháp giới thiệu khắp nơi nơi dẫn đoàn đi tu. Bữa nay 27, còn có 11 ngày nữa là chúng ta tổ chức ngày Phật thành đạo, mùng 8/12 âm lịch, tại chùa mới quý vị. Tất cả những vị trưởng đoàn phát động chương trình dẫn người đi tu. Chúng ta tu hành đều phát cái nguyện đời này giảng sanh là thành đạo. Bây giờ ngày Phật thành đạo, chúng ta tập trung về tu một ngày, tới tối 9 giờ hoàn tất. Hình như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là chúng ta nghỉ Tết hay gì đó quý vị phải không? Dù nghỉ Tết không nghỉ Tết gì, nhưng mà một chương trình tu chúng ta cũng chân thật, chân quý để mà phát động chương trình. Những đức nói rằng quý vị quý những đức và cùng chung tay với nhau bằng cách nào? Là cùng hộ trì tam bảo, giúp người đi tu. Làm đi, cuộc đời chúng ta đủ duyên làm đi quý vị. Đến thế gian này nó chỉ một thời ngắn ngủi thôi, có duyên làm được thì cứ làm đi. Những đức từng nói rằng năm nay chúng ta 41 tuổi không làm, không lẽ đợi 51 tuổi làm? 51 tuổi sẽ cảm thấy hối hận vì sao 41 tuổi mình không làm. Bây giờ 51 tuổi mình hơi yếu, 51 tuổi vì sao không làm, không lẽ đợi 61 tuổi làm? 61 tuổi sẽ cảm thấy rất hối hận vì mình bây giờ quá yếu. 61 tuổi tại sao không làm, không lẽ đợi 71 tuổi làm? 71 tuổi chúng ta sắp sửa chết rồi, việc làm của chúng ta vô cùng khó khăn. Nên mỗi một người nên chăn quý ngày hôm nay, tu phước tu duyên, chăn quý ngày hôm nay, dẫn dắt người đi tu. Nên chăn quý những việc thiện, những việc tốt, những việc lợi ích. Đừng đợi ngày mai, ngày mai biết có còn hay không. Sống một ngày trồng xén một ngày, cho nên cả ao đều thơm ngát. Sống một ngày niệm Phật một ngày, nên tâm của mình lúc nào cũng nhớ Ai Di Đà Phật. Nên chân quý những giờ khắc này, vừa nghe như vậy, vừa ngồi nghe như vậy, thì cái miệng của mình Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Vừa nghe như vậy là đời sướng của Phật hiệu liền. Vừa nghe nói tới tịnh độ là đời sướng của Phật hiệu liền. Vừa nghe nhắc nhớ Cực Lạc Tây Phương là đề xướng cái việc nhớ Tây Phương Cực Lạc liền. Mỗi giây phút đều nhớ Ai Với Đạo Phật, mỗi giây phút đều nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả sự khổ đau trong cuộc đời tự nhiên tan biến. Nên chùa mình những ngày mà tổ chức lễ nó thật chắc dữ lắm. Như lễ Phật thành đạo cũng vậy, chúng ta cũng đều đi vào thật chắc, nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài thành đạo, Ngài giải lành thai, lành thai, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống Như Lai, và tất cả chúng sanh đều thành Phật giống Như Lai. Ngài luôn luôn tự tin rằng mình có tự tánh viên mãn như Phật, mình sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta niệm Phật thành Phật, nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Nên ngày lễ Phật thành đạo chúng ta tập trung về ngay chùa mới, khoảng 8 giờ, 7 giờ mấy, 8 giờ sáng, hoặc là trước một ngày vị đến chùa mới, để chúng ta dự ngày lễ Phật thành đạo. Hoặc là ngay ngày thứ 6, 7 giờ mấy, 8 giờ, trễ gì cũng 8 giờ rưỡi, nhưng đến sớm một chút càng tốt. Vô vị trí ngồi đâu vào đó ổn định. Chiều nay những đức cho mấy anh em bắt lo ở bên chùa mới, cố gắng từ đây tới ngày đó bắt thêm mấy cái tivi. Ta mới cúng dường được 4 cái tivi nên bắt xung quanh chánh điện, để khi mà những đức chia sẻ Phật pháp thì ở trên cũng có tivi cho quý vị coi. Hai bên hông cũng có tivi, phía trước có tivi. Niệm niệm chân thật vì chúng sanh phục vụ. Nên tất cả những vị trưởng đoàn, mình có được nhân duyên gặp một người xuất gia có tâm huyết hướng dẫn người tu, nhiệt tình không vì danh lợi. Chư tổ sư nói
xem cái danh cái lợi như là một đôi dối dép gách. Tự mọi người nên nhận thức quý vị, cái danh cái lợi nếu biết sử dụng nó thì nó cũng vô cùng đáng giá, nhưng nếu không biết sử dụng danh lợi thì nó cũng là tạo tội nghiệp. Chúng ta được mang thân người này và có cơ hội rủ người đi tu, dẫn người đi tu, chúng ta nên cùng nói dòng tay lớn để mà hướng dẫn người tu. Mỗi lần chương trình những đức tổ chức, quý vị nên chân thật phát động chương trình này. Quý vị dẫn người ta đi tu một cái chương trình của chùa mình đúng là vô cùng xứng đáng. Nó không phải những hình thức gì để tốn kém phi lý, mà nó toàn bộ đi vào thật chất để dẫn dắt người ta tu tịnh độ, hướng về cảnh giới giải thoát. Nên chân thật mà làm đi. Quý vị biết rằng có khi những đức nói chuyện mà đau còn khổ, như còn khổ như đức giờ đang ghét nè, nhưng mà cũng nhiệt tình đem tịnh độ giới thiệu. Nhưng đức nói rằng năm 41 tuổi không làm, không lẽ chờ năm 51 tuổi làm? Hãy nhiệt tình từ ngày hôm nay, dù 5 năm 10 năm, nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện cuộc đời. 10 năm 20 năm thì vô cùng đặc biệt, 30 năm 40 năm thì cuộc đời này quá ý nghĩa rồi. Ngày nào cũng đem tịnh độ giới thiệu, ngày nào cũng chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, nhiệt tình đi với quý Phật tử. Kiếp nạn dãy đầy, bệnh đau dãy đầy, chúng ta mỗi ngày phải cần gầy dựng tính tâm tính nguyện. Dù gặp sự bệnh đau trở ngại, dù gặp kiếp nạn gì, chúng ta cũng bình tĩnh niệm Phật cầu sanh cực lạc, cũng bình tĩnh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đừng nên lo sợ, đừng nên bất an, hãy bình tĩnh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Việc này là việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta đó. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi phát động chương trình niệm Phật, rủ người niệm Phật, dẫn dắt người niệm Phật, dùng đa dạng phương tiện để chỉ dẫn người ta niệm Phật, đem Phật Pháp giới thiệu, đem máy nghe Pháp tặng, mở rộng việc làm này ra để cho kiếp nạn nhân sinh được hóa giải. Nhờ niệm Phật mà kiếp nạn nhân sinh hóa giải, và cả đời chúng ta niệm Phật, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.